đem lửa nha anh em. Con này đầu không bóng á, lóc đúng xám gì đâu anh em. Xe này lắp nó lưu rồi mà đầu không gãy trong. Chính ra nếu mà mấy con kia giá cũng tầm 32 vừa bán rồi đó, thì anh em mua con này hợp lý đó. Con này được cái đó, chắc xe nó lì lì á, đại xe cổ á anh em. Mà người ta có nhiều người ta không thích nó dọn sáng đó, lì 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 đó, tại vì cái chắc xe nó cũng mấy chục năm á nè ha. Mình nhìn chuẩn xe, xe này giò thắng nghiêm, giò đạp zin mô zin 185 logo đó, cầm zin phụ zin vẫn zin đó. Chiếc xe này cái đồ bò nó đẹp hơn chiếc 30 năm vừa bán rồi đó. Đó nè, giờ ông ngâm cái nước găm đó, theo thời gian này bán thì ở đây thì chung là chồm ra xe ra gà rồi báo anh em vậy đó. Để thật sự ra mấy cái đầu máy này anh em đem vô thợ vườn, nhiều khi mấy thợ gà gà nè anh em cứ nói riêng thoải mái đó anh em. Chồm cái nước này đâu có nhìn đâu có ra đâu ha, nhìn chắc xe như xe đi đó. Xe này cái giá là bữa báo anh em 32 nè, còn giá này. Nãy mới lên con 30 năm mày bán rồi vậy. 30 năm anh em, có anh em bình luận nói cỡ 28 vừa. 28 là đúng giá nãy vô đó. Chưa tính là phê pháo này của anh em này kia đâu. Rồi nhiều khi mấy đứa nhỏ sang trường kia rồi nó chốt xe, rồi cũng phải là nhường dính cái hoa hồng cho đó nữa. Bởi vì anh em thấy cái lẻ. Để dành Siam luôn. Cái lẻ đó là nhiều khi mấy cái phí phạm đó. Đó, bỏ ra bao cũ bán kiếm rồi nè, giờ thắng xịn luôn rồi. Kiếm nên em chịu 2 triệu lời là bán rồi. Đó anh em tính đi, 30 năm trừ phí phạm ra tính ra còn được đúng 2 triệu. Đó ha, 2 triệu đó là gắn liền với cái trách nhiệm đó. Chứ nói thật sự ra chứ anh em chứ lời lãi tầm này. Đó, khi anh em nó bán xe là giữ lời tới 2 triệu không phải đâu. Anh em chưa, nếu mà phân tích, nếu mà cái tiền lời 2 triệu bên em nói nhiều, anh em có xe em nói chơi quay sườn xiếc cho anh em coi đó. 2 triệu đó mà chẳng may mà cái xe nó có cháy nổ rồi, cái là phải lãnh trách nhiệm đủ nè cái dứt đó. Cái thứ hai là anh em thấy làm cửa hàng mặt bằng thế má các kiểu, cái này không phải than ghen gì đâu, nhưng mà cái phân tích cho anh em nghe đó. Sườn đồ làm im ngon trơn nè anh em nha, sườn lót luôn nè đó. Cái thứ ba là phải bỏ tiền ra mua đó, bỏ tiền ra mua mà biết bán được liền không, bán được không được ôm cả nhà đó, đó ôm bậc tỷ đó nha, chứ không phải mà dễ ăn đâu, ngon ăn đâu. Có những anh em nhiều khi vô bình luận như kiểu như là có cái mang hơi tính hơi sân si vậy đó, nó bán xe lời giữ lời kia đầu mua rẻ bán mắt. Anh em thử ngon ăn ra làm đi biết, ra làm chơi cho vui đó. Anh em đếm hết cửa hàng này chứ phải là cũng tầm là 200 xe đó anh em đó, chứ không phải hết đâu. Máy hết biết chưa, máy im này. Nè nó liền cái trách nhiệm lắm. Còn anh em nói lợi nhiều hả, nó đặt anh em nó hay đồng tiền Việt Nam giờ mắc giá lắm, 2 triệu bây giờ nó không có lợi nhiêu đâu. Giờ anh em thử thời, anh em kêu em đi mua dùm cái xe anh em gửi phép 2 triệu thuê nó đi không đó, 2 triệu quả hồng của anh em thử gây ra mẹ em đi không đầu e tê rồi. Chứ đừng có nói mà anh em nói là 2 triệu là lời nhiều. Nó giờ kêu vào phép ơi ông coi mua một cái xe đó gửi về tôi đi cho 2 triệu không đi đâu nha anh em, thà em bỏ tiền ra à, làm ăn thì cũng phải có này có kia chứ, bây giờ thơm không thì thúi để cho ai, thấy không? Đậu lâu quá anh em á, xe này đậu lâu quá. Máy chuẩn lắm á. Càng còi xí nhanh gì đâu hết đây. Cái công tắc này lâu để lâu quá cứ ngắt. Nó sạch G7 đâu vậy? Ha. À,
ok đó nè. Với cái xe này đặc biệt được cái biển mà 684 con hồi đó nè. Rồi review con này lên bớt cho anh em cũ nha, là còn 31 đó, bán cho nó bằng bằng mấy con kia đi. Em hết rồi đó, anh em không mua rồi dầu đợi kêu em kiếm con giống gì đó thì em kiếm không khó đâu anh em nha. Đó rồi em nghe điện thoại cái nha anh em ơi, chốt nha.